Ngày 13 tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong rông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 5, Tây Bắc Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên giờ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.